Thưa quý vị, giấy phép lái xe số tự động được nhiều người ưa thích, đặc biệt là chị em văn phòng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc rút ngắn giờ thực hành so với học lái xe số sàn rất dễ tạo ra tâm lý chủ quan cho người học. Chưa kể là trên thực tế thì có nhiều học viên là đã không tham gia đầy đủ giờ học. Và đây được cho là một trong những nguy cơ dẫn tới những vụ tai nạn giao thông mà nhiều người quen gọi là xe điên. Đây là buổi học thực hành của các học viên học giấy phép lái xe số tự động. Ba người tham gia học, tức hai người đã vắng mặt nếu như theo đúng quy định của trung tâm. Các giáo viên tôi là sẽ cho học sinh là từ 2 đến 3 buổi. Đấy. Thì trong 4 5 người thì là trong một ngày đấy thì là cho là các học sinh là thay nhau thực hành. Một tuần thì mình thu xếp thời gian vào buổi thứ bảy và chủ nhật. Vào ngày cuối tuần đấy. Còn vào một ngày thì mình sẽ học sắp xếp vào 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng học thực hành vào buổi chiều. Một tiếng vào buổi chiều. Một xe, một thầy, kèm 4 đến 5 trò. Theo tính toán, mỗi ngày học, mỗi học viên chỉ có thể cầm tay lái khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Một tuần khoảng 6 tiếng. Như vậy, tổng thời gian học thực hành trong một khóa 3 tháng chỉ khoảng 72 tiếng, tức 72 tiết. Trong khi đó, số tiết thực hành lái xe số tự động theo quy định là 340 giờ, tức nhiều gấp 5 lần so với số tiết học thực tế. Thêm vào đó, tại nhiều trung tâm, giờ học thực hành phần lớn do học viên tự học tại nhà. Đương nhiên là cái chương trình đã được nghiên cứu rất kỹ để đặt ra cái số tiết như vậy. Và cái thời lượng học tối thiểu phải bảo đảm được thì cái người học lái xe mới đủ được kỹ năng điều khiển xe trên đường một cách an toàn. Thế nếu như mà học sinh mà học lái xe lại cứ bỏ tiết rồi cũng cố để mà đi thi cho nó đạt thì cái việc kỹ năng lái xe trên đường sẽ là không tốt. Và cái nguyên nhân mà xảy ra tai nạn thì cái đấy là một trong những nguyên nhân chính. Chứ còn bây giờ những số người chúng ta quá nhiều mà sau đó chạy thì không chạy ít. Thế sau đó thì lại dừng lại, nghỉ ngơi thì nhiều. Thế thì dẫn đến cái thời gian thực tế của cái người học viên để mà cầm vô lăng nó rất là ít. Đấy thì tôi rằng là các trung tâm đào tạo phải có cái trách nhiệm trong cái vấn đề đấy. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều trung tâm đã có những biện pháp nhằm kiểm soát giờ học của học viên như không cho phép thi sát hạch nếu không đủ số tiết, giáo viên trực tiếp giảng dạy có trách nhiệm báo cáo sự vắng mặt trong các buổi học của học viên. Theo nhiều chuyên gia, việc quản lý lỏng lẻo dễ làm nảy sinh tình trạng thầy trò tự thỏa thuận hoặc bao che số giờ học thực tế. Lọt qua chẳng qua ra là cái bộ phận quản lý của cái trung tâm đào tạo ấy, là không quan tâm. Chứ còn nếu người ta quan tâm, người ta hoàn toàn biết là học viên nào chạy bao nhiêu cây, cái xe nào mà thầy nào dạy, hôm nay ra ngoài đường là chạy bao nhiêu cây từ đâu đến đâu. Theo nhiều giảng viên đào tạo lái xe, đối với học giấy phép lái xe số tự động, điều quan trọng nhất là làm sao để không nhầm chân phanh và chân ga. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giao thông, điều khiển ô tô đòi hỏi khả năng tổng hợp trong phán đoán, xử lý tình huống, chứ không chỉ riêng có việc đạp nhầm chân phanh và ga hay không. Do đó, mấu chốt là phải học đầy đủ các tiết học, cả lý thuyết và thực hành.